20 ngày cắt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Những ngày mưa tháng 6, tôi có khoảng thời gian thực sự nhìn lại bản thân mình, nhìn lại sự nghiệp ca hát của mình, những thành công, những thất bại, cay đắng và vinh quang, sự thật và đồn thổi, hào quang của đám đông lẫn nỗi đau ta nhận riêng mình. Chưa bao giờ kinh khủng như thời điểm giữa năm 2011. Tôi cảm thấy mình phải tự tin và cố gắng cho từng giây phút một trôi qua bằng mọi giá. Nghề ca sĩ là vậy. Đằng sau hào quang sân khấu là vậy. Chúng tôi luôn đối diện với áp lực, thử thách, niềm vui và nỗi buồn, tận hưởng thành công và đôi khi phải cố gắng vượt qua thất bại để hướng về phía trước. Không thể khác.
một lần vấp ngã, chiến thắng sẽ đến với những ai không từ bỏ mơ ước. Và mãi là chính mình.